có bà kia bà gan lắm, bà thuê tôi. Trời ơi, bà nào gan mà thuê chị vậy? Vô, ở Tiền Giang nè. Tiền Giang hả? Cái đầu xong cái tôi bưng bê. Cái ông khách đó ông kêu chị cơm, bà làm chị cơm ra. Xong cái tôi vừa bưng như là cơm sườn mà ốp la đó. Cái tự nhiên cái chân sao nó cứ giật rồi cái tay nó giật tay, sao chị cơm ốp lên đầu. Ơi, cái gì cơm ốp lên đầu. Ốp đầu khách luôn hả? Ốp lên đầu khách luôn. Và lúc đó ông nói sao? Không, ông thấy mình có tập, ông không nói, ông cũng lịch sự lắm. Rồi rồi, bà chủ quán có nói gì không? Bà mà ghen á. Không có la, mà cái đầu ông khách ông nói không có la được. Tại vì cô này tôi nghĩ là cô bị tai nạn rồi cô chân cổ vậy. Chứ hồi nãy tôi thấy cổ giật giật là tôi thấy tôi nghi lắm mà tôi nói không kịp. Tôi thấy cổ giật giật mà tôi nghi lắm mà tôi nói không kịp. Giật 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 nghi à? Ba, cái trứng gà nó ở đây nè, cái bắp gà nó ở đây nè, còn cái thịt nó ở đây nè, xung quanh là gao với heo leo. Trời ơi, cái gì hết tôi đừng cơm. Cái đầu tôi đừng cơm rồi. Dung video ngày hôm nay thì Nghĩa cũng xin khái quát về cái nơi này thưa cô chú anh chị. Dạ, thì đây là thuộc tỉnh Đồng Tháp cô chú anh chị. Đây là cây xăng nè, để Nghĩa quay rõ cô chú anh chị xem nha. Đây là cây xăng hồi trước, rồi đây là cây xăng người ta đã bỏ rồi anh chị khoảng 2 tuần nay á, thì vào đây để tá túc, nhưng mà do chị bị tai nạn xe đó cho nên là những lời nói của chị cũng vui theo Nghĩa là vẫn rất là vui cô chú anh chị. Và cái video hôm nay Nghĩa gửi đến cô chú anh chị về cuộc sống của ba người ở đây, ba chồng của chị cũng như là hai vợ chồng chị Nhi và anh Kiệt, một cái xung quanh đây cô chú anh chị, cũng như là nãy giờ Nghĩa cũng khái quát xung quanh nơi ở của ba chồng cũng như là của hai vợ chồng chị Nhi đến cô chú anh chị các bạn bè. Còn nội dung video của Nghĩa nay xin được kết thúc, xin cũng không quên cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi video của Nghĩa thời điểm này. Nghĩa xin kính chúc quý cô chú anh chị các bạn luôn luôn vui khỏe, hạnh phúc bên gia đình. Người nào ai có muốn như vậy đâu, dây cứ kê đi, còn đen thì tôi cứ đen, tại vì lại hình đô đời tôi mới đen như vậy. Rất quyết à, đen là đen thì phải, đen là đen tới nái, nhưng mà ai cũng phải, tất cả hai mái cảm thấy đẹp nhái. Con đen chỉ khác, con biết không? Con đen chú chú vô nhà, con đen chú chú vô nhà.
Nó tên gì? Su. Su. Bếp su cà na. Thank you.
bụng nhức dẻo của người cha làm ta chết. Bụng nhức dẻo của chú. Trời trời nóng mất cứ gèo luôn. Lạnh quá con. Chị ở đây lâu chưa? 2 tuần rồi. 2 tuần nha. À, trước giờ mình ở đâu? Ở trước thì mà không ở chung đâu. Bị người ta nói lấy tiền hoài. Tại vì cái người đó là tôi kêu lại là tại vì tài trợ cho nội. Cũng như mình như thế không vậy đó. À. Rồi người ta quay xong lại tôi có tiền. Thì không có tiền nội rồi không có. Ở đây với ai? Dạ. Ở đây giờ với ai? Chồng. Chồng. Với cha chồng. À, với chồng với cha chồng nha. Cha chồng ở sao? Đây là cha chồng. Dạ. Đưa cái mặt cho anh ta quay ta. Để sao kêu cha chồng vậy? À, nói cha quay qua gì? Không có chặt lắm. Không có chặt lắm. Chợ nào? Chợ đi chợ Hồng Ngự, kia chợ An Long. Dạ. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? 36. 36 rồi. Ở quê trước giờ cũng ở đây? Không, quê của ổng ở đây. À. Còn chị quê đâu? Sóc Trăng. Sóc Trăng hả? Sóc Bay Bò, Tân Bay Bò. Giờ còn nhớ được gì quê không? Không. Gặp ổng lâu chưa mà không nhớ được gì quê? Ba mẹ đâu? Về đó để làm gì? Sống nhưng mà cái hồi đó mình sống để cho người ta thương, người ta đẹp. Thì đi mình làm gì cũng để tao cứ cái này để mình chính là được. Bây giờ đi lượm cho cha hay là hái ông già ngoài mình bán cũng được. Tại do mình không có phương tiện thôi. Có phương tiện thì ổng đi lấy cá này cho bác. Thiếu là thiếu dụng mua cá đó. Cũng muốn bây giờ mua cá bán cái số mà cái chữ này là cũng được chắc luôn. Thế vậy? Bác thì khi mình hay quên đó, rồi khi người ta chưa đưa tiền nó cũng đi luôn. Mình bán người ta không có đưa tiền á, người ta đi luôn, không kêu luôn. Không, ví dụ như người ta giờ cái số rồi mà người ta chưa đưa tiền cho mình, chứ mình tự mình đi chứ không phải là người ta đi. Tự mình đi á. Rồi khi thối mà thối dư. Nhưng người ta tốt thì người ta ở mày dư à. Là trước mình cũng có bán rồi. Bán rồi, bán thì người ta giật khách cây giữa số là hết 1.350.000. Rồi là thiếu nợ bên thầu ở Hồng Ngự nè. Rồi giờ là không dám bán nữa. Có bán, con này hay sao để mình ghé. Mà bán sao dính là gì á. Chứ người ta đâu tham của tôi đâu.
sáng giờ ăn gì chưa? Chưa. Cái này chưa rồi đó. Mới lại đây thời gian gần đây thôi hả chị hả? Chị tên gì? Nhi. Chị Nhi hả? À, đây chị Nhi quê Sóc Trăng. Quê chồng ở Đồng Tháp này. Hello, chị chào cô chú. Chị Nhi ở Đồng Tháp nè. Quê mình đâu chị? Sóc Trăng. Sóc Trăng. Đã đây lâu chưa? Hôm trước sao biết chỗ này mà lại đây? Thì tới ông mày ở thì chui vô đại vậy. Mày ở chui vô đại vậy. Trời ơi, cũng gan dữ à. Người hỏi bị sợ ma không anh? Nó ma sỏ vậy tầm này. Muốn kiếm con ma nấu bánh chua không có con. Rồi bạn đang đi làm cái gì vậy chị? Xin. Dạ, đi xin đó. Bữa thì được bà con thương thì được nhiều mà cũng không đủ nhiều đâu hay đâu. Cái chân chỗ này là hay nhất. Đi nhất cái đầu gối á. Cái giò nó hay dựng hoài, nhà móng giò đâu có mọc lên nổi đâu, mới bị xuống rồi đâu. Không có móng mà lấy gì cắt. Nó là cũng ta bỏ nó rồi mình nó bị bỏ rồi á. Tôi được tôi chỉ chín đứa là tôi cũng hốt về tôi nuôi mà một tay ông to là ông kia lúc đầu có tiền thì mua cho hộp sữa, không có sữa thì ông nhắc hết cơm cho tôi uống. Tôi mua cái bình sữa còn ở sao nữa cơ, rồi ông nuôi với tôi chịu hết nổi rồi. Sao vậy? Sao hết cơm cho ăn rồi giờ thấy nó đói, tôi người quá biết càng ngày càng ốm, càng ngày càng ốm. Thấy gì được bên người ta cứu trợ giúp động vật đó, người ta xuống người ta ấy đi rồi mang ơn rồi. Rồi mình người ta hỏi tôi cho, rồi tôi hỏi tôi bán hay là tôi làm gì tôi nói thôi tôi tặng lại đó. À, tặng rồi. Chứ tôi không có bán. Con chó thì tôi cũng ôm được mà đường vô. Dạ. Ôm hết 9 con mà chết hết con, khoảng 8 con rồi. Chị Nhi nay nhiêu tuổi rồi chị Nhi? 36. 36 tuổi hả? Rồi cơ duyên nào mình gặp được anh chàng ở đây ha? Xui. Xui, quá xui rồi. Là xui mới gặp được cảnh đó hả? Chồng bắt lên. Xui, xui mới gặp ổng. Phải hơn đâu gặp. Hồi đó đi bán vé số rồi gặp hết gì? Dạ. Rồi đi lụm chai chai, rồi móc được tiền. Rồi lấy vé số hả? Chị Nhi ơi, sao cũng có nhiều bà hoa hỏi ai? Chị Nhi làm gì chị? Không ai thuê đâu mà làm. À, không ai thuê ở đây. Chân cẳng tôi vậy mà ai thuê đâu. Là lúc có là có người ta có thuê á. Chứ cái chân mình bị sao chị? Bị tai nạn nè, mắc sỏ nè. À, nữa nó dây nè. Té hay sao chị? Không, bị xe đụng. À vậy hả? À chị Nhi nói là chị Nhi bị vấn đề về cái chân chân nó giật hoài à. Thần kinh cái chân nè. Rồi đâu có ai dám thuê đâu. Đi đi cái chân cái chân hả chị? À, người ta ai cũng thiếu, nó yếu lắm, cầm gì cũng không có được. Người ta thấy mình người ta không dám thuê ha. Dạ. Có bữa cờ có bạc kia bà gan nó có thuê tôi. Trời ơi. Bà nào ghen mà thuê chị vậy? Vô ở Tiền Giang nè. Yeah. Cái đầu xong cái tôi bưng bê. Rồi. Cái ông khách đó ông kêu dịp cơm, bà làm dịp cơm ra. Xong cái tôi vừa bưng như là cơm sườn mà ốp la đó. Rồi. Cái tự nhiên cái chân sao nó cờ giật rồi, cái tay nó giật tay sao dịp cơm ốp lên đò. Ơi, cái dịp cơm ốp lên đò. Ốp đầu khách luôn hả? Ốp lên đầu khách luôn. Rồi lúc đó ông nói sao? Không, ông thấy mình có tập ông nói ổng lịch sự lắm. Rồi rồi bà chủ quán có nói gì không? Bà mà ra á. Có la mà cái đầu ổng khách ổng nói không có la được. Tại vì cô này tôi nghĩ là cô bị tai nạn rồi cổ chân cổ vậy. Chứ nãy tôi thấy cổ giật
giật là tôi thấy tôi nghi lắm mà tôi đá không kịp. Tôi thấy tôi giật giật mà tôi nghi lắm mà tôi đá không kịp. Ba cái chân gà nằm đây nè, cái bắp gà nằm đây nè, còn cái thịt thịt nằm đây nè, xung quanh là gao với heo lem. Trời ơi cái gì hết tôi đừng cơm, cái đầu tôi đừng cơm rồi. Ấp tròn lõn rồi nè. Cái xong cái bà nói thôi, con khỏi bưng đâu để con bưng cho. Vô cái chén đi, vô cửa dĩa với tô đi. Chén đi, vô cửa. Thôi đi, người ta đã dặn rồi, con rửa xong con để nó đi, con úp lên để nó đi. Mà đặt từ lanh từ thô, má con cũng mà đặt từ lanh từ thô. Bưng, bưng cái nó giật nữa. Sạch mẹ nó dĩa với tô chén luôn rồi. Người ta nói tao hại mày, mày làm chưa được một ngày nữa mà mày làm sạch hết trơn à. Thôi mày làm một ngày chưa được tới 120 nữa, thôi tao cho mày chẳng 200 nó nghỉ đi con ơi. Vậy là mất việc luôn. Mất việc. Là cái bà đó là nào giờ đó là bả gan nhất á. Bả gan. Bả nói thôi. Thôi, nghỉ đi con. Thôi cô cho mày luôn 200 ngàn rồi mày con đi kiếm gì đó con làm đi. Mà nhớ là thấy tụi mày bả đẹp mà bả gan ghê đi. Không mà bà đó gan nhưng mà ông khách đó là mấy tụi gan dữ đó. Giờ dám ngồi chờ cơm cho chị bưng ra đấy mà. Đừng cho chị đi bưng nha, ông thiếu bộn lên đầu, tôi làm đầu lóc. Thế đó, thôi hai con đi vô đây để cùng cùng. Vậy là ngoài ngày đó là mình làm có đồng nào không chị? Bữa đó hả? Thì bà cho luôn 200 ngàn đó, bà nói đầu có tới 150. Chỉ làm được 120 thôi. 120 thôi hả? Mà bà cho luôn 200 ngàn, bà kêu đi đi con ơi. Là đi không trở lại luôn ha? Đi được lại nữa. Thì thôi đi rửa chén đĩa với con người ta đó, ta chặn rồi úp để đó đi, để con họ bả về rồi tự ta gắn rồi ta đem lên không đâu má tài lanh tài khôn. Rửa xong rồi đứng dậy cầm cái gỗ cái chân một cái mà sạch. Bả la trời không có niệm Phật không, bả nói để tao niệm Phật đi cho tâm tao nó dễ nó bớt nóng, chứ là tao chửi mày là tao quýnh mày luôn á. Rồi bả không có hai trong không bánh tao rồi đi. Rồi từ đó sao không ai cũng được. Rồi em thấy khu này vắng quá rồi mình đi xe. Ở chợ á. Ở chợ này với phà. Rồi khi đi ăn lâm, rồi phà dàm. Chợ dàm á. Sao mà không kiếm nghề gì, ví dụ như vé số mình bán đi chị? Có bán rồi, hôm lấy 250 tờ vé số thôi. Dạ. Bán thử. Sao mà mất mẹ nó 20 tờ rồi. Mất luôn 20 tờ. Không dính thôi chứ mà lấy của tôi đâu. Sao không dính hả? Nó dính, nó mới quá nó dính. Mới dính. Ờ. Đó, rồi ông này ông chửi tôi hoài, tôi thấy ông nói thôi coi đi coi nhà hảo tâm nào đó rồi xin chiếc xe buôn cũ nào đó rồi tôi đi cá về cho bà làm bà bán. Tôi nói được, cái nghề đó tôi làm được đó. Lấy cá về bán hả chị? Dạ, lấy cá về mình ngồi bán ở chợ. Rồi mình mua cái chỗ mình ngồi á. Dạ. Ta lại ta góp tiền nữa á. Rang bằng cá lỡ rồi, nó giật cái cá liền vô người ta nói sao? Thật lòng ta luôn. Không còn cá thì thọt khổng cá nữa mới thọt ta. Ta đâu có chung mỗi lượng cá rồi mà thọt ta. Dạ. Giỏi lắm. Liệu thì chém mà chết. Chết này bán cá chứ. Chứ bộ như đang giật cái mình liệu. Nó làm vậy cho ổng. Vậy đó ổng nói vậy đó chắc ăn hơn. À vậy đó chắc ăn hơn nè. Chứ làm cái bán cái số này có ngày tôi với bà cắn lưỡi nhảy cầu chết. Cây vậy bán mắt hoài mắt hoài ngưng đi à. Rồi gia đình mình sao, gia đình mình ở quê á không còn luôn hả? Chưa con một à, con một gì? Con một, con một mà không còn ai nữa. Giờ chị đi vòng vòng chị giới thiệu cái biệt thự của chị em coi á. Ôi đẹp lắm nha. Đẹp lắm ha. Villa chứ không phải được villa. Villa. Rồi, giờ mình nói với đẻo ngoại vô, trời ơi quá đi kìa. Đây là chị Nhi à, nghe cả đến hình ảnh đến cô, chú anh chị đây là chị Nhi. Quê ở Sông Trăng của chú anh chị à. Vườn Lũ Nguyễn hả? À, nó đại luôn. Chú bảy đi con. Đây là hết xăng. Gà đây.
Cái này kêu bằng gì, gà của chị nuôi hả? Dạ. Ồ, được nuôi gà luôn, gà trống nè, ba con nuôi đấy, gà trống luôn, bốn gà trống, con gà mái. Cái phòng này là phòng của ông vợ chồng đây hả? Dạ. Ờ, ba chồng chị là ngủ đây. Dạ. Đây là phòng ba chồng của chị Nhi. Mỗi người cái phòng lớn hết nước lớn không? Ừ, cái chỗ này hình như cái sân đó là cái sân chứ không. Ở giờ tao bỏ. Là ba chồng chị ở đây lâu chưa? 2 tuần rồi. Cũng 2 tuần hả? Ủa hồi trước là hồi trước là ba người dắt chiều nhau đi hả? Hồi trước là ở đâu? Trước khi ở đây là ở đâu chị? Ở bên nhà bà nội mà bị người ta nói vô quan lấy tiền hoài à. Cái gì cũng cho cháu nội hết trơn á. Dạ, thấy vậy tôi đi có thật rồi chú anh chị. Rất là khó khăn luôn á. Rồi này coi cái tướng đi của chị nè. Vậy là sao mà cũng được rồi. Trên diễn con nghe nói là rớt lên đầu luôn nè. Hấp chứ ra. Không. Muốn không tôi làm cho rồi đi rồi trả bộ tôi bưng cái đó. Dạ. Đó còn cái này là còn cái này là một cách nè. Đầu luôn. Cách lại là mình tiếp khách ngoài này. Ngồi đây đâu nè. Rồi rồi. Đây phòng cách còn của chị Nhi. Uống nước gì đó thì tự lại lấy. Uống nước gì tự lấy nha. Tự phục vụ luôn. Rồi đây là cái phòng của anh chị đây ha. À, cái này là bếp ăn, vừa bếp ăn vừa ngủ luôn. Rồi có mít đồ nữa nè. Đây anh chị ngủ bên đây. Ôi em thấy giấc trưa này nắng quá anh. Nắng á. Yên tâm đi, lạnh rồi, nắng ấm. Hôm nay là gần Tết nè. Dành giúp em. Dành giúp em. Dành giúp em. Năm rồi. Chào ông lão ông già Noel. Cho chào ông lão ông già Noel hả? Đó, quá. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi chú? Tuổi còn. À chú là tuổi còn. Wow. Còn bà khỉ rồi. Đi ngựa à? Đi ngựa. Khỉ mà cho biết ngựa. Khỉ nó đi nghỉ lượm rồi. Có nhà cái bà la ở nhà cái ông bà la cái sao quen lâu mà anh Kiệt tên gì chị? Anh Kiệt. Chị Kiệt. Chị anh Kiệt là vợ chồng. À vợ chồng luôn. Còn cái đó là cha chồng ông Minh Tằng. À biết luôn ha. Trời ơi chuyện số hai người gặp nhau ha. Không xui mới gặp tôi hả? Xui mới gặp, phải nói xui mới gặp. Trong câu chuyện của chị Nhi có nhiều cái mình thấy cũng hay họ là ví dụ như bà kia là nó gan nó mới dám muốn chị Nhi. Rồi ông này ông xui lắm mới gặp chị Nhi là chị Nhi. Xui lắm mới gặp chị á. Mà thấy chị Nhi cũng lạc quan yêu đời nè. Chị chứ giờ rồi buồn khóc quá cho tôi ăn cái gì tôi bệnh rồi cho tôi uống vô. Mình cười cho đời nó vui chị ha. Đúng rồi. Người sống nó chết mà. Có thể không quay cho tôi. Trời ơi, nói xui vậy nè. Xui nè. Đang vui à. Nói thì nói đi. Nói thì nói đi. Nói rồi sẽ nói bắt đầu. Đâu phải chưa tới số. Cũng đi là đi đâu. Không. Đúng rồi. Khi muốn đi nó mà đi không được. Có tiền đâu đi. Có tiền rồi đi. Số là phụ, nó có tiền lắm. Bây giờ mày không có tiền phụ, nó thôi mày đừng đi. Đi chết. Xuống đây đừng bắt. Không kêu lên chợ này đừng xuống ha. Ở chợ này từ đầu mày có tiền mày xuống không? Có tiền là xuống à. Có tiền đâu ai dám xuống hả chị? Xuống lạc quan với đời hả chị? Chưa ăn thịt quá. Ủa,
vừa gọi là những hình ảnh của chị Nhi, anh Kiệt mà Nghĩa gửi đến cô chú anh chị các bạn đây. Qua nội dung video ngày hôm nay thì Nghĩa cũng xin khái quát về cái nơi này thưa cô chú anh chị. Dạ, thì đây là của thuộc tỉnh Đồng Tháp cô chú anh chị. Đây là cây xăng nè, để Nghĩa quay rõ cho cô chú anh chị xem nha. Đây là cây xăng hồi trước, rồi đây là cây xăng người ta đã bỏ rồi anh chị, khoảng 2 tuần nay á thì vào đây để tá túc, nhưng mà do chị bị tai nạn xe đó cho nên là những lời nói của chị cũng vui theo Nghĩa là rất là vui cô chú anh chị. Và cái video hôm nay Nghĩa gửi đến cô chú anh chị về cuộc sống của ba người ở đây, ba chồng của chị cũng như là hai vợ chồng chị Nhi và anh Kiệt, một cái xung quanh đây cô chú anh chị, cũng như là nãy giờ Nghĩa cũng khái quát xung quanh nơi ở của ba chồng cũng như là của hai vợ chồng chị Nhi đến cô chú anh chị các bạn này. Còn nội dung video của Nghĩa nay xin được kết thúc, xin cũng không quên cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi video của Nghĩa thời điểm này. Nghĩa xin kính chúc quý cô chú anh chị các bạn luôn luôn vui khỏe hạnh phúc bên gia đình ạ. Quá trời rộng, có cái cầu thang đi lên kìa, sao mình ở trên lầu? Sao mình không ở trên lầu chị? Sao không ở trên lầu mà ở dưới này? Ở trên lầu